Về nha cả nhà. Ở đây là có cái sốt ớt cay, cái súp miso, có thêm hộp cơm nè. Và đây là cái hộp salad sashimi của đó. Tiếng Anh nó kêu là sashimi, mà luôn thích kêu là sashimi cho nó dễ nghe. Hy vọng là các bạn kia đừng có vô nói là quê mùa nữa nha. Đây, nhìn đẹp quá cả nhà ơi, thơm dễ sợ luôn. Giờ mời cả nhà ăn chung với Lon nha. Ủa mày ăn nghỉ hả? Cái mặn kia là sao không gỡ hộp này ra? Gỡ này ra luôn không? Cái này là cơm á. Cơm hả? Nãy đừng lấy cơm. Nó cho luôn mà. Cho cơm này súp nè. Nè mày gấp cái này đi. Gấp cái gì vậy? Cái đó là con biển. Gấp dao đi, con biển dao rồi đó mày gấp đi. Đi leo rồi. Thôi được rồi, ăn gì hết. Mới để qua bên đây nè, để không? Nè là rau mầm nè, gấp cái này mới ít thôi thì cái một chút không mấy mà để nè. Để cái này qua đây để lại đi cho cơm nó ấy nhiều cao rồi. Ừ đó. Này trên biển trộn lên lên một chút. Cái lá này lá gì à? Nào này nè, lá gì, lá cầu cúc gì đó. Ô tầng ô quá, tầng ô, tầng ô, tầng ô đâu mà cần ô, tầng ô. Rồi ăn cá, mẹ ăn cá sống không? Nào cái này ăn cũng hết sống rồi. Hello, xin chào cả nhà đang xem kênh YouTube Lon's Kitchen. Chiều nay hai mẹ con Lon ăn món Nhật Bản cả nhà. Muốn ăn cho nó lẹ nha. Của Lon ăn là sashimi salad. Unok thì mẹ nấu kìa. Cái combo này của Lon mua 30 đô, của mẹ 13 đô cả nhà. À, đây nó có cho thêm cơm nữa nè. Đủ quá. Rồi súp cá chiên rồi cái nước ấy nè mà. Hút thử miếng súp không? Mời cả nhà hấp miếng súp trước thấm giọng. Đủ thứ đồ ăn hết. Cái này cái gì vậy? Cái sâm hay gì á? Mới sâm, cái cọng ăn nó thơm á. Ừ. Đủ thứ hết, dĩa cơm này đủ thứ hết. Cái này như là thịt bò băm hay thịt heo băm gì á. Mời cả nhà ăn chung với hai mẹ con luôn nha. Bữa nay ăn ăn ngoài công biển. Còn cái sốt này là cay cay ngọt, mà chấm thử à. Chấm thử miếng này, nó cay cay không? Cái cay ngọt ngọt á. Rồi chị ăn vô đây nha cả nhà. Cái cá này là nó cắt nhỏ ra. Đây, còn chấm. Này là nấm. Mời cả nhà nha. Cá như nó có trộn với lại dầu mè á cả nhà. Thơm mà. Cái sốt cay phải không? Ừ. Nào, ăn chấm đi, chấm vô. Đủ thứ á. Trong đây đủ thứ á. Thèm ăn quá trời. Đậu giòn. Đậu gì? Đậu giòn, phải không? Đậu giòn hả?
Này là tôm. Tôm chiên, tôm chiên luộc. Trong đây là đủ thứ món. Cả chục món, mười mấy món nữa. Ồ, cái này nó chua. Thì con nói mẹ nó chua mà. Chua dữ dằn. À, hãy qua đây đi con ăn cho. Nó chua. Cái này là trái mận nha coi nhà, mận sống á. Nó chua dữ lắm. Mận non á. Vậy mà ông cho em khó ăn. Cơm này đủ dần nó lên luôn nè. Cá sống nhiều lắm nha coi nhà. Thơm quá. Gì vậy? Ớt. Không thấy là hồi ăn vô là xỉu luôn. Miếng này không sao, miếng này không có hột. Ăn bớt cay. Bớt cay hơn. Ừ, vẫn cay. Cá nó thơm rồi không? Ngọc cơm để một cái chút quá trời. Nó chua. Còn cái này không biết cái gì. Nó như cao câu quá. Dẻo dẻo. Tựa như cao câu chứ nữa. Cái salad này nhà làm cũng được đó nha. Đi chợ chỉ mua cái sốt thôi. Đủ nó lá luôn, lá mè. Cái này kia nữa. Tỏi sống. Cái này nó ăn cơm ít lắm. Ít thịt ha. Cái ông đường chán à. Cái này là cá hồi. Cá hồi xông khói. Cái này chua ăn cũng ngon mà. Ừ, chua lắm. Chua mà nó hơi mặn mặn á. Cái này bỏ không? Bỏ cho mẹ. Bỏ thương không? Chiều khỏi nấu cơm. Trái. Cái cơm nó thêm cơm này nữa. Miếng này làm hôm nay không biết gì nữa. Trứng. Trứng vịt á hả? Trứng nêm nếm rồi á. Ăn hơi ngọt không? Hồi này nó mặn. Cá hồi xông khói luôn.
Mực hà nó bự kìa mà. Cứng à. Quá trời tỏi sống luôn. Làm bằng đậu xanh hơi béo quá. Cái da hay cái nhân? Cái nhân á, ở ngoài là bột mà, bột xù. Chừng khoai tây á. Ừ, phải rồi. Khoai tây. Có không biết đâu. Nước suối như này à, nước suối này nó có mùi rồi. Vị này là vị chanh, uống nó ngọt ngọt, nó để nó không có đường á nhưng mà uống nó ngọt. Chua quá. Nó chậm, nó chua mà nó mặn nữa. Cái gì? Cái miếng nãy mới đưa con á. Ừ. Nhưng mà ông chê món khoái không? Nó gà quá. Đặc chiên. Giống gà ăn chiên bẩm. Nè. Làn da quá. Con bự quá trời. Nó không ngon. Cái này mấy món trước nhỏ 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 cho ăn ngon, mấy này mặn. Cái hồi lại mặn. Cái này không khó nè. Thôi muốn ăn thôi mà đừng ăn. Mà bỏ ăn. Đó này là con ăn tới 2 lần. Giờ ăn lần 1. Lần được. Mày ăn xong rồi không biết. Kết thúc video.
Ủa mắm sao đen nó đen rồi kìa mà. Ừ thì hôm qua mà nó chín hai trái. Mấy hai trái. Hai mấy trái hả? Hai trái à. No luôn, ăn ba đồ ăn xong cơm có chút ngon. Được con cái thịt này nó không ngon với cá hầu với gà ba nó không ngon. Hôm đó cả nhà ơi, mẹ Loan với Loan vừa ăn xong bữa cơm chiều món ăn Nhật Bản. Loan ăn cá sống, mẹ Loan ăn đồ nướng với đồ xào nha cả nhà. Loan xin kết thúc cái video ở đây. Loan cảm ơn cả nhà xem hết cái video của Loan Kitchen. Chúc cả nhà có một bữa cơm ngon miệng. Thank you for watching Loan Kitchen. Bye bye. Bye bye.